trong cái slide 8, một số cái mà chúng ta sử dụng rồi thì chúng ta đi nhanh, một số cái chưa thì chúng ta dừng lại, chúng ta nói tiếp. Trong slide 8 này nó có một cái phần về hàm khởi tạo, constructor. Constructor này mình gặp khá nhiều ở trong từ bài 5 về lớp đúng không? Khởi tạo một cái hàm tham số this và tham số sử dụng super là lúc nãy giờ mình cũng gặp rồi đó. Super nè. Rồi, this nè. Được chưa? This này là gì? Tại vì ở chỗ này nó có hai cái điểm Java 1. Hai cái điểm, hai cái biến, tạm gọi là hai cái biến giống nhau hoàn toàn về tên. Cho nên nếu mà bạn để là điểm Java 1 bằng điểm Java 1, vậy cái nào bằng cái nào? Không biết cái nào bằng cái nào hết. Cho nên ở chỗ này chúng ta dùng cái từ this để nó chỉ rằng đây, lớp này, chính cái lớp này nè, và this chấm điểm Java 1, tức là chính cái điểm này. Cái thuộc tính của class nó sẽ được gán bằng cái điểm mà mình gán từ bên ngoài vào. Cái này là từ bên ngoài vào, còn cái này là bên trong. Thì tại vì chỗ này hai cái này tên giống nhau hoàn toàn, cho nên phải dùng đến từ khóa this. Còn nếu mà tên khác thì không cần. Được không? Ví dụ chỗ đây get điểm trung bình, thầy chỉ cần ghi điểm Java 1 cộng điểm Java 2. Có cần this chỗ này không? Không cần. Bởi vì tại thời điểm này mình chỉ có duy nhất một vị trí là đây. Không còn cái điểm Java 1 nào khác hết. Cho nên không cần đến từ khóa đó. Khi mà chúng ta kế thừa thì chúng ta gọi đến phương thức của cha, thì chúng ta dùng super. Hôm trước tại sao là dùng super? Hôm trước mình nói vui là Phạm Úy, tên cha mình không có gọi, mà mình gọi bố ơi. Thế thôi. Được không? Cha của nó là sinh viên, không có gọi sinh viên, mà gọi super, là gọi phương thức của cha. Đó, là từ đây trở xuống là mình đã xong rồi nè. Slide 4 có 5 phần, mà nãy giờ mình nói xong 3 phần rồi đó. Đúng không? 5 phần, xong 3 phần. Constructor đâu? Constructor đây. Làm hoài. Constructor để làm gì? Để mà hồi nãy ở chỗ mà cái đầu tiên mình khởi tạo, mình làm biến nhập á, mình nhập số liệu ngay vô cái tên hàm luôn á, cái tên phương thức. Đôi khi chúng ta không phải làm biến đâu, mà giả sử các bạn lấy thông tin từ form, là trên form nó có sẵn cái gtextfield, tức là mình lấy dữ liệu từ nơi khác về, mình không cần nhập, tức là dữ liệu có rồi, thì mình khởi tạo cái, mình cho nó vô mảng luôn, chứ không nhất thiết là phải nhập. Cho nên là mình phải làm cái hàm khởi tạo. Rồi tiếp nữa là gì? Lời gọi constructor, super hoặc là this. Cái này chúng ta cũng xài rồi luôn. Đấy. Đây chúng ta đang xài nè. Đây chúng ta gọi nè. Bây giờ giả sử chúng ta đảo cái này xuống dưới coi. Lỗi liền. Cái gì của cha là phải để lên trên. Đúng không? Của cha mà. Tối thượng. Để lên trên. Để sau là lỗi. Được không? Cái gì về gì gọi cha trước. Định nghĩa constructor. Rồi như vậy phần này về constructor 5 phần bây giờ này là mình đã nói xong. Phân biệt về tham trị, tham biến. Như vậy cái slide 8 về constructor chúng ta xong. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vô về đây. Viết một cái hàm và chúng ta truyền vào biến x. Viết một cái hàm
chúng ta truyền vào một mảng, nó khác nhau cái gì? Đây mình ví dụ demo slide 8. Slide 8. Chỗ này chúng ta sẽ demo về tham số, phương thức. Tham số và phương thức là tham trị, tham biến đó. New một cái class demo tham trị tham biến. Ở đây chúng ta sẽ có một cái hàm main. Và chúng ta sẽ gọi đến một cái hàm, là gọi cái hàm M. Rồi cái hàm mà M in M5 đi. Mình gọi đến cái hàm M5 chấm phẩy. Vậy nó nói rằng là cái hàm M5 này chưa có. Rõ ràng mình chưa viết mà, phải không? Trong main mình gọi M5 chưa có, thì nó bảo mình chưa có. Mình kêu ừ create cho tôi cái đi, nó create cho mình nè. Private static void. Nhưng mà mình có dùng void hay dùng gì? Trả về kiểu gì? Kiểu in. Rồi, bây giờ ở trong này là kiểu in hay kiểu void? Ok, kiểu void. Quên, đổi chỗ này chứ. Rồi, kiểu void. Vậy bây giờ ở trong này mình sẽ tăng ít lên. Tăng ít lên. Tăng ít lên. Tăng chỗ này là nó để là ít, thì mình đổi là thành ít. Và chỗ này ít cộng bằng 5. Là mình làm gì đây? Tăng ít lên. Bây giờ vô đây mình khai báo một cái biến ít bằng 10 chấm phẩy s out ít cộng ít, được không? Được không? Rồi sau khi gọi cái hàm này s out ít lần nữa, theo các bạn cái ít mà lần đầu này nè là nó in mấy, ít lần hai này nè là nó in mấy, lần đầu in mấy? 10. Ok, lần 2 chạy thử ha. Lần đầu in 10, lần sau in 10. Tại sao? Tại vì cái ít này nè, nó vô đến đây các bạn, nó vô đến đây nè là nó hết việc, là nó đi ra rồi, nó chỉ vứt cái giá trị vô thôi, chứ nó không đi vô bên trong. Nó chỉ đem đến cửa, nó thả cái là nó đi về. Thì bản thân cái thùng của nó vẫn còn chứa là số 10. Còn bên trong nó làm cái gì đối với lại cái giá trị đó nó không cần biết. Được không? Cho nên là sau khi kết thúc cái hàm M này nè, thì cái biến ít của mình nó còn giữ giá trị. Và thực chất thầy làm cái ít đi cho các bạn thấy thôi. Chứ chỗ này cái biến của mình là y. Mình đưa y vô đây. Đưa y vô đây. Đưa y vô đây. Đó. Thì chỗ này có ít hay là có gì đi nữa thì cũng không quan trọng. Y đâu rồi? Chỗ này không có y, nó lỗi đúng rồi. Rồi, đây là 10 hết. Cho nên cái biến này đưa giá trị vào đây là nó đi đến cửa là nó dừng, nó không còn ý nghĩa gì đây hết. Từ đây trở vô thì cái thằng x này nó lấy cái giá trị của y, nó đem vô đây nó cộng. Ví dụ như ở trong này mình xuất ra một cái biến nè, x 2 chấm cộng x. Ok,
thì nó sẽ xuất cái gì? 10 15 10. Cái thằng bên trong và thằng bên ngoài không liên quan gì nhau. Thì chỗ này người ta gọi là truyền tham trị, tức là đưa cái giá trị vô hết việc, được không? Đưa cái giá trị vô là hết việc, hết nhiệm vụ rồi. Kịp chỗ này không ta? Kịp ha. Bây giờ thầy sẽ có một cái ví dụ khác. Chỗ này thầy in một cái mảng, một cái mảng, và thầy sẽ gán nó bằng một cái giá trị, ví dụ như là 10. Được không? Mảng kiểu in 10 khai báo vậy được không? Rồi. Bây giờ thầy viết một cái hàm mới. Và chỗ này thầy khai báo đây là mảng. Hết lỗi chưa? Xuống đây x. X của chúng ta là mảng, cho nên chúng ta lấy x0 cộng bằng 5. Và chỗ này chúng ta xúc x0 ra. Rồi, phía trên này chúng ta khai báo xong. Chúng ta x out 1 x0 chúng ta cộng với gì? Mảng, mảng không, mảng không. Chúng ta gọi cái hàm m và chúng ta đưa cái mảng, cái mảng vào, enter, và chúng ta cũng làm lại chuyện đó nhưng mà xuất lần hai y chang như hồi nãy. Đối với y, y chang như hồi nãy đối với y. Vậy thì bây giờ chạy đưa vô 10, bên trong hàm nữa thì nó đẩy lên được 15, nhưng mà khi kết thúc hàm vẫn 10. Ở đây đưa vô 10, bên trong hàm nó đẩy lên 15, khi ra khỏi hàm vẫn là 15. Khi ra khỏi hàm nó vẫn giữ giá trị xử lý bên trong hàm. Cái mảng nè và cái x này nè, rõ ràng là hai cái tên này không liên quan, đúng không? Một cái là mảng, một cái là x, có liên quan gì đâu. Nhưng sao nó vẫn giữ được giá trị các bạn, được chưa? Cho nên chỗ này người ta gọi là tham biến, đưa vào ở dạng là một cái biến, tham trị và tham biến. Như vậy ở chỗ này tại sao mà nó giữ được, tại sao nó giữ được, tại sao nó giữ được? Lý do nó giữ là đây, bộ nhớ của chúng ta. Lúc đầu chúng ta khai báo một biến x, một biến y. Lúc đầu chúng ta khai báo một biến y. Biến y đây nè. Nó sẽ dành một cái vùng nhớ ở bên trong của cái bộ nhớ của mình. Và vùng nhớ này nó sẽ chứa giá trị là, chứa giá trị là 10. Được không? Vùng nhớ này có cái địa chỉ bao nhiêu đó mình không biết. Nó có cái địa chỉ bên này, x, y, z gì đó. Tí nữa mình muốn thì mình in cái địa chỉ này ra, được không? Rồi khi vào đến đây, khi vào đến đây, in x chỗ này, mà lúc mà mình gọi chỗ này nè, m, mình gán cái y vào thì nó gọi đến đây, thì nó tạo ra một cái biến x mới. Lúc này nó sẽ tạo ra cho mình một cái biến x mới.
và biến x này có địa chỉ mới. Đây, địa chỉ này là địa chỉ hoàn toàn mới, một cái ô nhớ khác. Và ô nhớ này nó lấy giá trị bên trên, nó gán xuống, cho nên ô nhớ phía dưới cũng có giá trị là 10. Kịp ha? Giá trị là 10. Bên trong này nó tăng lên 5. Như vậy cái quá trình này nó sẽ đẩy cái giá trị 10 này lên thành 15. Và khi kết thúc cái hàm M thì x bằng 15. Nhưng cái y lúc đầu của mình á vẫn bằng 10, bởi vì ô nhớ này không bị ảnh hưởng gì bởi cái số 15 này tăng hết. Nhưng sau khi kết thúc cái hàm này thì biến này là biến cục bộ. Biến này chỉ có ý nghĩa trong cái hàm này thôi. Cho nên sau khi kết thúc cái dòng số 6, cái biến x này không còn tồn tại trong chương trình của mình. Nó chỉ tồn tại có chút xíu chỗ này thôi. Đoạn từ khai báo cho đến khi kết thúc hàm là cái biến x này nó biến mất, không còn ý nghĩa nữa. Được không? Rồi. Vậy tại sao cái ở dưới nó vẫn giữ? Tại sao cái ở dưới nó vẫn giữ? Giả sử chỗ này bạn đưa vào không phải là mảng, mà bạn đưa vào mảng thứ 0. Bạn đưa vào mảng thứ 1 đi. Chỗ này thầy sẽ thêm mảng số 1 là 20. Thử xem nó xuất ra cái gì. Nếu như bạn đưa vào mảng số 1, chỗ này là số 1 mà mình chưa đổi, đưa vào mảng số 1 thì nó đưa là lúc đầu là 10. Sau đó nó vô nó xử lý là 25, nó quay ra cũng là 10. Lý do khi chúng ta truyền vào đây thì nó chỉ truyền được giá trị. Nhưng mà các bạn truyền vào mảng, đây là truyền vào mảng nè, thì nó không truyền giá trị các bạn. Nó không truyền giá trị. Mà lúc mà chúng ta khởi động cái mảng lên á, Mảng của mình bây giờ là 2 giá trị đúng không? Thì nó sẽ dành ra chỗ này là 2 ô. 2 ô kỷ nguyên. Alo, dạ nghe. Như vậy khi mà chúng ta khai báo một cái mảng á, thì nó sẽ có một cái địa chỉ mảng các bạn. Như vậy địa chỉ đầu tiên này nè, địa chỉ ô nhớ đầu tiên, đây là địa chỉ mảng. Và nếu như nó tính ô nhớ tiếp theo thì nó lấy địa chỉ mảng nó cộng thêm số byte tương ứng. Ví dụ kiểu in là nó cộng 4 byte, kiểu double thì nó cộng 8 byte. Cứ vậy nó cộng thêm là nó biết được cái địa chỉ của ô nhớ tiếp theo, của cái giá trị, của cái giá trị thứ mấy của mảng. Như vậy lúc mà các bạn gọi cái hàm M mảng thì nó đưa cái địa chỉ vào. Nó đưa cái địa chỉ này vào, chứ nó không tạo biến mới. Nó không hề tạo biến mới. Và nó ở bên trên á là nó đưa cái số 10 vào. Rồi số 10 đó tăng lên 15. Còn đối với kiểu mà các bạn truyền kiểu mảng này nè, là nó không đưa cái giá trị 10 này, không đưa giá trị 20, mà nó đưa nguyên cái mảng này vô luôn. Nó đưa nguyên cái mảng vô. Nhưng mà thực chất nó không đưa cái mảng, mà nó đưa cái gì? Nó đưa cái địa chỉ của mảng vô. Cho nên bên trong cái hàm M này nè, mình lấy
M0 cộng bằng 10 cộng bằng mấy? M0 cộng bằng 5. M0 cộng bằng 5. Thì nó lấy chính cái ô nhớ này nè. Nó làm việc. Và sau khi nó thoát ra khỏi cái hàm này thì cái biến mảng của chúng ta thực chất không biến mất, bởi vì không có tạo mới cho nên không biến mất. Nó chỉ truyền địa chỉ vào và nó thao tác trên cái mảng cũ. Còn cái tên thì nó là tên mới. Ví dụ trong này là x, ở ngoài này là mảng. Nhưng mà hai cái tên này không quan trọng, nó truyền địa chỉ vào thôi, còn cái tên không quan trọng. Giống như là lúc đầu là cái nhà của ông A, sau đó cho ông B mượn, ông B vô ngăn phòng sơn sửa lại, ông B trả, thì cuối cùng phòng của ông A vẫn là sao? Được ngăn phòng, được sơn sửa, trả lại vẫn còn. Bởi vì ổng cho mượn là cho mượn nguyên cái địa chỉ nhà luôn, chứ không có copy ra. Đó, còn cái ở trên là gì? Là cái 10 này là nó chỉ gửi vào bên trong thôi. Nó chỉ gửi cái giá trị vào trong thôi. Còn bên trong nó làm gì đó làm. Còn cái chỗ này là nó không gửi giá trị, mà nó gửi nguyên cái mảng vô luôn. Nó gửi cái địa chỉ mảng vô. Cho nên là sau khi cái này chúng ta thực hiện xong, thì cái M0 cộng 5 này, tức là cái địa chỉ của ô nhớ này sẽ tăng lên 5. Mà địa chỉ ô nhớ chính là địa chỉ của mảng. Cho nên kết thúc cái hàm này thì giá trị mà chúng ta nhìn thấy của cái mảng thứ 0 vẫn giữ nguyên sau khi thoát ra khỏi khỏi hàm. Đó, lý do tại sao mà sau khi mình đưa mảng thì nó giữ, mà mình đưa giá trị vô thì nó không giữ. Hiểu được vấn đề tại sao nó giữ, tại sao nó không không? Đối với lại cái ở trên, đối với cái này thì nó chỉ lấy cái giá trị nó đưa vô, còn địa chỉ nó không quan tâm. Còn đối với cái ở dưới thì nó lấy cái địa chỉ mảng nó đưa vô, còn bên trong đó là cái gì thì vô trong nó thay đổi thì nó giữ nguyên, bởi vì địa chỉ cũng y chang cái ô nhớ đó mà. Nó tăng cái ô nhớ đó lên hoặc nó chia ô nhớ đó đi thì ra khỏi cái chương trình thì cái ô nhớ đó vẫn là nó, cho nên giữ nguyên giá trị. Thì dựa vào cái này chúng ta có thể tận dụng là sắp xếp đối tượng, hoặc là các bạn muốn retain nhiều giá trị cùng lúc. Ví dụ các bạn muốn là đưa vào bên trong, rồi các bạn đếm số, rồi các bạn lấy ra rất là nhiều cái giá trị liên tục của mảng thì các bạn đưa vô mảng, chứ các bạn đưa vô số thì không được. Đó là liên quan đến truyền tham biến và tham trị ở đây. Tham biến và tham trị. Một mảng, một lớp, một interface thì dạng của nó là tham biến, tức là đưa vào nó giữ luôn thông tin khi kết thúc. Còn bạn đưa ra các cái kiểu dữ liệu bình thường thì nó là tham trị. Cái hàm này rất là hay nè. Các bạn có bao giờ xài cái hàm sum? Sum trong Excel chưa? Nó để là gì đây? Num 1, num 2, chấm chấm chấm. Bây giờ bạn viết cho thầy một cái hàm tổng thì mình viết làm sao? Ví dụ trên này mình viết một cái hàm gọi là tổng 1,2 chấm phẩy, được chưa? GA thì nó yêu cầu mình là gì? Tổng y 1 và y, y và y 0. Nhưng mà bây giờ thầy không muốn tính vậy nữa. Thầy muốn tính tổng
1,2, 6, 8, 2, 9. Rồi sao? 0, 2, 6, 7, 8, phẩy phẩy đến khi nào mỗi tay thì thôi thì sao? Đâu khai báo biến được. Đúng không? Cho nên chỗ này chúng ta sẽ có. Mày nói mệt quá. Thôi, vậy đi. 1, 2, 3. Xong. Muốn nhiều nhiều. Muốn nhiều cũng được. À, phải đến sáng cũng được. Đúng không? Mình khai báo bình thường là in Y hoặc là in A, in B, in C, in D. Bây giờ thầy muốn cộng ngàn số, không lẽ là in đến Y ngàn. Sao chịu nổi. Rồi cộng đến triệu số làm sao rồi khai. Thì chỗ này y chấm 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 rồi thoải mái đi. Bây giờ làm gì trong này, bây giờ làm gì này? Như vậy ở chỗ này cái x của chúng ta nó tương đương một mảng, cái x của chúng ta nó tương đương một mảng, mình không có đưa mảng vào nhưng mà nó có cái kiểu như một mảng. Như vậy thì chỗ này mình sẽ làm gì? Nó là một mảng. À, thì mình sẽ for dữ liệu của nó kiểu gì? Kiểu in. Như vậy chỗ này mình sẽ for in a 2.y. Ngon lành ha. Như vậy chỗ này mình sẽ dùng for y ở bên trong in y. Rồi mình tính tổng nó. Như vậy mình sẽ có một cái tổng. Mình có một cái tổng. Bằng 0 chấm phẩy. In y. Tổng cộng bằng a chấm phẩy. Chỗ này chúng ta sẽ đổi cái kiểu này thành gì? Thành in. Và chúng ta sẽ return về tổng. Như vậy chúng ta đã có được tổng của n số. Và việc của chúng ta chỉ là gì các bạn? Xuất cái này ra. Xuất cái này ra. Rồi, xuất cái tổng nó ra. Tổng là 83. Bạn muốn viết nhiều cũng được hết đó. Thì ra thấy cái tổng chưa? Viết lại đúng không? Có không thể nhờ mình viết rồi đó, các bạn viết lại đó.
Cái phần class lúc nãy về sinh viên, bạn nào đã cốt xong rồi chạy được rồi. Cái đầu tiên nè, về trừu tượng nè, bạn nào cốt xong chạy được chụp hình lên ghi mã số, số thứ tự giùm thầy. Hả? Lỗi gì? Hả? Ừ, chạy thì có code đó bạn, bạn chụp luôn cái clip với thầy, nhập vô ngay người để song song ngay bên đó, code bên đó rồi Thank you.
Chụp có điểm, không chụp không có điểm. Thì kéo hai bên đó em. Khi mà em chạy á, trừ tượng men nè, khi mà em rinh file thì nó sẽ rinh một bên nè, mình kéo qua đây. Kéo nó qua. Hả? Căng vậy? Đó. Số thứ tự Hoàng ơi, Hoàng Huyền, thứ tự đâu? Mã số sinh viên không, thầy đâu biết, thầy vô điểm. Cho thầy số thứ tự đi. Rồi ví dụ như Kiệt gì cũng được nè, 15 Kiệt cũng ok rồi, những bạn khác. Rồi 26 Quỳnh, ok. Còn ai nữa không? Mười lăm Kiệt đúng không? Này là của bảy nè. Của bảy cho nên là thầy cộng vô cái cột 14 nha, để cho nó nhảy lên 7 nha. Chứ nếu mà thầy cộng vô cái cột 15 là nó sẽ nhảy qua. Ok, điểm danh cái đi. Nãy giờ chưa điểm danh đúng không?